người Mỹ đang trả nhiều tiền nhất cho khí đốt trong 7 năm. Giá xăng đã liên tục tăng cao trong năm nay và người Mỹ hiện đang phải trả nhiều tiền nhất trong 7 năm để bơm xăng. Theo AAA, giá trung bình trên nước Mỹ cho một ga lông xăng là 3,22 đô la vào hôm thứ Tư. Đây là mức cao nhất kể từ ít nhất là tháng 10 năm 2014. Ở một số nơi, người tiêu dùng đang phải trả nhiều hơn. Giá xăng tăng sau đà phục hồi của dầu Hợp đồng dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate, chuẩn dầu của Hoa Kỳ. Giao dịch quanh mức 77,67 mỹ kim một thùng vào thứ Tư sau khi đạt mức cao nhất là 79 mỹ kim trong phiên trước đó. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2014, một năm trước, một thùng WTI đạt khoảng 40 mỹ kim. Nhu cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ giảm mạnh vào năm 2020 khi đại dịch đóng cửa các nền kinh tế trên toàn thế giới khiến cho các nhà sản xuất phải tắt vòi mặc dù nhu cầu đã phục hồi khi mọi người ra đường và hoạt động kinh doanh tăng lên nhưng nguồn cung vẫn bị hạn chế các nhà sản xuất đã chậm trả lại các thùng dầu cho thị trường và cơn bão ida đã làm trầm trọng, trọng thêm tình trạng mất cân bằng cung và cầu khi đánh sập hoạt động sản xuất ở vịnh mexico trước tình hình giá dầu tăng mọi người nghĩ rằng liên minh của các quốc gia sản xuất dầu được gọi là opec cộng sẽ chọn tăng sản lượng Thay vào đó, nhóm đã quyết định vào ngày thứ hai tuân theo lịch trình đã thống nhất trước đó là trả lại 400.000 thùng dầu mỗi ngày cho thị trường vào tháng 11. Giá dầu cao hơn dẫn tới giá khí đốt cao hơn đối với người tiêu dùng và người Mỹ đang phải trả nhiều hơn 1 đô la cho mỗi gallon so với thời điểm này năm ngoái.